Thưa quý vị và các bạn, Nghệ An hiện là một trong những địa phương có tỷ lệ gieo trồng giống lúa lai lớn nhất nước. Riêng trong vụ xuân, lúa lai chiếm khoảng 70% diện tích, trong đó lúa lai nhập từ Trung Quốc chiếm đến 90% diện tích. Trong bối cảnh hiện nay, đã đến lúc Nghệ An cần có những bước đi mới trong việc phát triển và đưa nhanh các giống lúa thuần vào sản xuất để chủ động được nguồn lúa giống trong sản xuất nông nghiệp hiện đại. Và đây cũng là nội dung mà chuyên mục Mỗi tuần một vấn đề hôm nay chúng tôi đề cập đến. AC5 là giống lúa thuần được đưa vào sản xuất đại trà trên đồng ruộng Nghệ An mới chỉ hơn 4 năm. Thế nhưng, đến nay toàn tỉnh đã có trên 10.000 hectare gieo cấy giống lúa nổi địa này, chiếm 1/9 diện tích lúa của toàn tỉnh. Điều đó cho thấy, giống lúa thuần này đã khẳng định được tính ưu việt đối với bà con nông dân. Tôi làm lúa đi 4 năm rồi, mà lúa 2C5 thì làm so các lúa khác thì lúa đi cũng không năng suất bằng lúa kia, nhưng mà tính ra tiền thì đắt gấp đôi lúa kia. Là ăn cơm ngon, gạo ngon mà dễ ăn, mà bán cũng đắt tiền mà dễ bán. Giá chúng ta cũng có làm mấy trao C5, giá cả cũng cao, năng suất cơm ngon. Riêng tại xã Diễn Liên, huyện Diễn Châu, giống lúa AC5 chiếm 3/4 diện tích trồng lúa. Không chỉ sản xuất thóc thịt, mà ở đây, nông dân còn hợp đồng trồng lúa giống cho doanh nghiệp. Theo bà con nông dân, so với lúa lai, thì giống lúa thuần AC5 năng suất thấp hơn khoảng 4-5 tạ một hecta. Tuy nhiên, tính ra trồng lúa thuần lại cho giá trị cao hơn, vì giá bán lúa thuần cao hơn các giống lúa lai nhập từ Trung Quốc. AC5 thì chúng tôi là cái bộ giống này là qua công ty Vinh Hòa, liên kết công ty Vinh Hòa để sản xuất. Một trong giai đoạn trước thì chúng tôi sản xuất lúa thịt, sau đó chúng tôi sản xuất lúa giống. Đấy là bộ giống mà chúng tôi khẳng định vào đây là bộ giống là cực kỳ tốt. Về mặt chất lượng của giống thì hiện nay thị trường và nhất là gạo thì thị trường là người ta chấp nhận. Tuy nhiên không phải địa phương nào cũng mạnh dạn có sự chuyển dịch tích cực trong cơ cấu giống như ở Diễn Liên. Có nhiều huyện trong vụ xuân hiện nay vẫn còn khoảng 90% diện tích gieo cấy bằng các giống lúa lai. Thanh Chương là một trong những địa phương gieo trồng lúa lai nhập khẩu từ Trung Quốc tới 85% diện tích. Thì đội vụ xuân thì diện tích lúa lai trên địa bàn Thanh Chương là chiếm khoảng độ 85% tổng diện tích sản xuất của trên địa bàn huyện. Thực tế rằng là cái diện tích cái sản xuất lúa lai thì năng suất so với các giống lúa khác thì nó vượt trội. Nhưng mà đứng trước cái tình hình hiện nay thì nếu như mà thị trường lúa lai, đặc biệt là thị trường Trung Quốc mà có sự biến động thì cũng gặp rất là nhiều khó khăn trong cái việc mà cơ cấu giống mùa vụ trên địa bàn huyện nói chung. Theo nhiều nông dân, lúa lai năng suất cao, tuy nhiên giá thành lại thấp và khó tiêu thụ. Thị trường nội địa tiêu thụ đã khó thì người dân cũng khó nghĩ đến việc xuất khẩu đối với lúa lai. Hiện nay, hầu hết các giống lúa lai nhập khẩu đều có giá cao trên 100.000 đồng 1 kg. Trong khi đó, lúa thuần giống giá cao nhất cũng chỉ ở mức 25-30.000 đồng 1 kg. Ngoài chi phí cho sản xuất lúa thuần thấp hơn, trồng lúa thuần, nông dân cũng dễ tiêu thụ nông sản so với lúa lai. Đây chính là lý do trong vài vụ sản xuất gần đây, mỗi năm nông dân Nghệ An đã chuyển diện tích trồng lúa lai sang lúa thuần từ 3-5.000 hectare. Để đáp ứng nhu cầu của thị trường, hiện nay các đơn vị, công ty đang tập trung nghiên cứu chọn tạo các giống lúa thuần ngắn ngày, năng suất cao, chất lượng tốt để phục vụ nông dân. Trong năm vừa qua thì trung tâm đã tiến hành tuyển chọn được một số những giống như lúa thuần SL9, gia lộc 105. Đây là những giống lúa ngắn ngày, năng suất cao và chất lượng khá, được bà con chấp nhận. Ngoài ra, trong năm qua, trung tâm luôn phối hợp và liên kết chặt chẽ với các vụ viện trường đại học trong nước để đánh giá và tuyển chọn một số những cái tổ hợp lai F1 nội địa phục vụ sản xuất. Thì chúng tôi lấy mục tiêu cái lúa thuần để chọn là cái đối tượng mà phấn đấu, là vì thứ nhất là nó một trong những cái bộ giống lúa nằm trong cái chương trình năng lực của chúng tôi về chủ động về lĩnh vực khoa học, chủ động về vấn đề năng lực sản có của mình, và đồng thời là chủ động giống cho bà con nông dân trên cái đáp ứng được cái nhu cầu trong cái xu thế mới, đó là sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao. Hiện nay mỗi năm Nghệ An đã sản xuất ra trên 1,1 triệu tấn lương thực, trong đó có khoảng 900.000 tấn lúa.
sản lượng lương thực này không chỉ đáp ứng đủ nhu cầu của người dân mà còn dôi dư để phục vụ chăn nuôi gia súc gia cầm. Sản lượng lúa sản xuất ra nhiều nhưng nông dân vẫn chưa thể làm giàu bằng hạt lúa. Như vậy, vấn đề đặt ra hiện nay đối với ngành nông nghiệp đó là làm thế nào để biến lượng lương thực dư thừa này thành hàng hóa để nông dân cải thiện nguồn thu, làm giàu từ cây lúa. Và lời giải cho vấn đề trên chỉ có thể là chuyển dịch trong cơ cấu bộ giống, trong đó tập trung cho các giống lúa thuần vừa có chất lượng và có năng suất. Ngành nông nghiệp và nông thôn sẽ cùng các đơn vị tổ chức du nhập, khảo nghiệm, tuyển chọn và nhân rộng các giống lúa thuần mà vừa có năng suất cao, vừa có chất lượng tốt, vừa dễ bán và có giá bán cao hơn, để đảm bảo là những cái vùng sản xuất hàng hóa của chúng ta là ngày càng chủ động giống nhưng mà lại có hiệu quả sản xuất cao hơn. Mục tiêu của ngành nông nghiệp vẫn là đảm bảo an ninh lương thực, nâng cao thu nhập cho nông dân, giúp nông dân gắn bó với ruộng đồng. Để đạt được mục tiêu đó, nông sản do nông dân sản xuất ra phải bán được với giá cao, đưa các giống lúa thuần, chất lượng và năng suất cao vào sản xuất đang là một bước đi thích hợp trong xu thế hiện nay và cho tương lai. Và điều quan trọng khi nông dân chúng ta sử dụng giống lúa nội địa tự sản xuất chọn tạo sẽ giúp ngành nông nghiệp trồng lúa, cây lương thực trọng điểm của ngành kinh tế trọng điểm chiếm khoảng 65% lao động của cả nước, dần dần thoát khỏi sự lệ thuộc nguồn giống lúa nhập khẩu từ Trung Quốc.